Mình Lâm có đây. Hôm nay chúng ta tiếp tục cuộc hành trình của anh em người que. Sau khi mà hai thằng này gặp nhau, à cái này là bỏ chạy, cái này là bỏ chạy. Ok ok. Rồi ở tập trước là coi khúc này luôn rồi, nhảy qua cái cổng và vô. Từ từ mọi thứ nó đã gọi là gì ta, đã tụi nó lắp lại luôn kìa. Oh my god. Ủa sao mà cứ mỗi lần mà có chuyện gì xảy ra là nó nhớ tới nhau vậy? À, tất cả là tụi mày không nghe lời của thằng The Second Coming vậy thôi. Rồi, hay là bây giờ anh em mình tạo một cái cổng, một cái cổng khác và trốn khỏi mấy con Big Lin. Thiệt luôn á trời. Ok, có thể là đi qua cánh cổng này thì anh em của tụi nó sẽ gặp nhau. Thôi xong, đây một đống anh em luôn. Anh em chào nhau đi. Tụi bay chuẩn bị đập này. Lắp tiếp. Hey, tôi thấy là hơi bị tốn nguyên liệu rồi đó nha. Bức quá tam, làm lại lần thứ ba nào. Thằng màu xanh dương định nói cái gì đó. Thôi, chắc là do ở gần nhau quá. Từ từ để tao qua trước. Oh no. Oh no. Vậy thì phải đi xa hơn hoặc là có cách nào khác. Nghĩ cách coi. Bây giờ đâu đâu cũng là pháo đài của tụi nó. Ừ, dân làng. Ê ê. Ok, đi theo thằng dân làng. Tụi này đang bị gì đây? Tụi nó bị panic mọi người. Panic có nghĩa là kiểu đang bị hoang mang. Tụi nó đang xảy ra cái gì đây? Để coi coi. Chúng ta nên giúp hang này không? Hay là nhờ hang này làm gì đó? Để coi coi, đi thêm. Đây là một ngôi làng bình thường. Cái gì mà gấp gáp quá vậy? Ờ, ai đó đã phá cái... Bây giờ là đi cứu anh. Ê, tôi bắt đầu thấy lỗi rồi đó nha. Mấy cái giống cây nó bắt đầu hơi lạ lạ rồi đó. Nó bị glitch hả? Ô, coi nè. Bụp bụp. Là sao? Có nghĩa là cái lệnh coming block của ông Vua Màu Cam nó đã ảnh hưởng tới cái chiều không gian bên đây rồi. Tất cả bắt đầu dừng dừng là nó bị glitch rồi. Là sao? Mày giải thích đi. Tụi bay ơi, lại đây, lại đây, lại đây. Cái gì nữa đây, cái gì nữa đây? Một ngôi làng khác. Mấy con gà chợ biến thành mấy cái lông hết rồi. Không còn gà nữa. Đi. Có nghĩa là phe của dân làng có thể sẽ gọi là gì ta, liên minh với lại anh em người que. Còn bên kia là Big Lin với lại ông Vua Màu Cam. Oh no, mất hết luôn da bò, thịt heo đồ. Không phải là ảnh hưởng bởi cái comment lóc của ông Màu Cam, mà là có cái con gì đó tôi mới nghe được cái tiếng gầm. Để xem coi. Có cái tiếng gầm, chắc là tập này sẽ đấu. Ôi nó phá banh cái ngôi làng rồi. Tụi bay không có cái gì than, không có cái từ nào khác ngoài oh no. Con Titan này tôi cảm giác nó rất là to. Vậy là ngôi làng này là ngôi làng tiếp theo. Chuẩn bị này, dân làng bỏ chạy hết rồi. Oh no, nó chuẩn bị phá làng này. Chạy đi. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Trời ơi, nó bu lì. Nó bắt nạt học đường. Để tao, tao lo được. Thôi con này mà mày lo, trừ khi mày có siêu nhiên ơi. Con này tên là Titan Gavager. Con này nó bự. Ôi ôi, cần câu cũng không làm được gì đâu mọi người. Mình đánh giá là cần câu cũng không làm được gì đâu. Ôi ôi, nó bự. Con này đánh nó làm sao đây? Thôi xong, chịu. Nó Phải làm sao đây? Cho nó ăn khoai tây thử coi. Ăn khoai tây không? Ê, coi tao diễn xiếc nè. Ồ, con này mới khoai tây. Ồ, một cách counter đó mọi người. Nhầm. Các bạn biết thiếu ai không? Thiếu thằng màu đỏ. Chỉ cần thằng màu đỏ thôi, mình nghĩ nó có thể thuần phục được con này. Đúng không? À, tao ăn nữa mày. Ok, bây giờ bao nhiêu khoai tây mới đủ cho nó đây? Không sao, chúng ta có bậc thầy trồng trọt ở đây. Hết mẹ khoai tây rồi. Oh no. Mày ăn ăn củ dền không?
ăn đợn của dền đi, bây giờ chồng cỡ nào nó cũng không đủ. Bột xương lên chậm quá. Oh no. Ôi, ủa cái cây cuốc của nó có cường hóa gia tài hay sao mà thu hoạch dữ vậy? Ồ, một đống luôn này. Ồ, nó trồng điên, trồng khùng luôn. Đọc, ăn hết rồi đó. Không còn gì để cho nó ăn, trái táo cuối cùng luôn. Cho mày cái bánh quy luôn. Rồi anh em tao hết đồ ăn rồi đó. À! Nó định ăn luôn đằng màu vàng. No, tao đây. Cho nó ăn hết cái gương, ném cái gương vô mỏ nó luôn đi. Let's go. Cái con này thì bao lâu nó mới no đây mọi người? Cái bụng của nó bự, cái sức ăn của nó điên, ăn khùng ăn điên. Ăn đi, ăn cho ngập họng đi. Trời, bao nhiêu đây không cứu được đâu. Đây không phải là giải pháp, phải có cái cách nào đó. À, máy bắn sao? Nó một cạp thôi là đi luôn cái rương rồi. Không sao, đây là phát minh mới nhất. Phát minh máy bắn khoai tây, Potato Gun. Nạp đạn. Ui, đỉnh nha. À, chỉ cần mở miệng thôi là mày sẽ no. Ok. Nồi, chuẩn bị rồi. Nó chuẩn bị nồi. Ngạn rồi, mày ăn nó đi. Mày nghe nói mày thích, mày thèm ăn lắm mà. Nghe nói mày dữ lắm mà. Bắn tiếp. Ăn cà rốt không? Ăn cà rốt đúng không? Bắt đầu tao chuyển qua trồng cà rốt cho mày coi. Ok, anh em, trồng cà rốt. Let's go. Một cái này. Ê, đưa cái tay vô là mất cái tay nha. Ngầm. Ok, chuẩn bị này. Ê, mày chơi mày lừa mày, chơi lừa kìa. Rồi, sẵn sàng. Đúng rồi, ăn khoai tây nhiều nó dễ bị đầy bụng. Chúng ta phải có chất xơ vô để cho nó dễ ị á mọi người. Nó dễ ị chứ không phải là dễ ị. Nó dễ ị, tôi không có dùng từ y kia. Cho nên là phải có rau củ vô nó mới gọi là gì ta, thanh lọc cơ thể, nó mới gọi là đầy đủ dưỡng chất đúng không? Ị nó mới đẹp, mới... Ông cứt không bao giờ thơm cả. Ok, tiếp đi. Ê, để tụi tao phụ mày. Để tụi tao phụ. Đây dù gì cũng là ngôi làng của tụi tao. Để tụi tao phụ. Ok, đỡ hơn rồi đấy. Rồi, bắn đi. Rồi giờ là tất cả mọi người phải nuôi con này. Ê, lỡ đâu sau này cái ngôi làng này thuần phục được, và cái con này nó trở thành đồng minh của anh em người que và cái ngôi làng này thì sao? Phải coi hết á, phải coi hết đó mọi người. Ok, bắt đầu chuyển qua trồng dưa hấu, trồng bí ngô. Trồng hết đi, có cái gì trồng được trồng đi. Bột xương. Ê, tính ra là thực sự nha, tôi mong muốn là thuần phục được. Tại vì tụi nó đã bỏ một cái lượng tài sản tài nguyên để thuần phục con này rồi. Mà con này mà kiểu không nghe lời nữa là chịu á. Bao nhiêu kiểu củ cải của cái ngôi làng này nó truyền vô cái con này hết rồi. Anh em, làm nhanh vô. Chúng ta phải có được gọi là gì ta, sức mạnh của cái con này nó mới ngang kèo được. Lên anh em ơi. Được á. Con này không cần nhai luôn, nó chỉ cần nuốt thôi. Bắn vô miệng nó nuốt là được. Ui, làm thêm luôn này, mở rộng nè. Trồng thêm luôn này. Được. Má, cái này là ngành công nghiệp luôn rồi. Sản xuất hàng loạt để... Wow. Má, tính ra là mấy người dân làng này cũng thông minh phết. Ui, tiết kiệm nước luôn này. Đẩy đi một cục thôi. Chuyển hết tất cả vô đây. Ơi, cái này hơi sai nha. Hopper thì nó xuống chứ nó không bao giờ lên á. Cái cách này hay nha. Ui, nó bắn kìa. Ui, cái nhà máy luôn rồi đấy. Nó nâng cấp lên. Mày đủ no chưa? Đủ thuần phục chưa? Ok, ngán rồi. Cho nó ăn một lần chắc nó no suốt một năm luôn á. Rồi. Ok, thuần phục được không? Ăn xong bỏ đi. Cái đồ ăn cháo đá bát này gì kỳ cục vậy? Ăn xong là bỏ đi vậy hả? Thôi kệ. Thì dù gì thì ít nhất thì nó không phá làng của chúng ta nữa. À không, phá làng của tụi nó chứ đâu, tôi đâu có làng đâu. Tôi ở trong nhà mà. Ok, đã qua được một đại họa. Yeah. Ok, cảm ơn hai người hùng của ngôi làng. Yay. Rồi, có cái gì đó không ổn rồi đó. Nó quay lại rồi. Lần này nó... Cái này biết cảm giác như nào không? Kiểu tu quán này bán phở, bán cái gì ta,
cái hàng quán này bán phở, bán bánh đồ ngon quá. Dắt theo người nhà tới ủng hộ nha em trai. Ôi ôi, nó dắt nguyên gia đình tới luôn. Tụi bay, đồ ăn miễn phí, buffet. Rồi bây giờ phải nuôi ba con chứ không phải một con nữa anh em à. Tụi nó giành nhau, ê giành thì giành, ai cũng có phần, đừng có phá cái máy, phá máy là nhịn nha con. Ê bậy nha, bậy nha. No. Ê, ông vua một cam ra rồi. Một cái một là con này chết. Từ. Chết cha rồi, ông vua màu cam. Thì ra tụi này phục vụ ông vua màu cam. Nhưng mà hai thằng này vẫn chưa biết được danh tính của ông vua màu cam. Chỉ có thằng màu xanh lá biết được thôi mọi người ơi. Đúng không? Chỉ có thằng màu xanh lá mới biết được âm mưu của ổng thôi. Còn hai thằng này vẫn chưa một lần nào diễn kiến. Và nó cũng chưa có nghi ngờ thằng màu tím nữa. Thằng màu tím là tổ chức cuộc chơi nhưng mà vô tình anh em nó bị như vậy. Rồi rồi bắt đầu có một tí diễn viên. Có một tí lừa đảo ở đây rồi đây. Hello, ông này là ai vậy? Không biết, nhưng mà ông cứu mình. Đã bắt đầu rồi, bật chế độ diễn viên lên nè. Tôi là một người tốt, tôi luôn luôn vì dân. Tôi luôn luôn vì dân, tôi làm tất cả là vì dân. Dân an là tôi vui rồi. Đó, bắt đầu đa cấp, bắt đầu kiểu tẩy não nè. Ok, bắt tay. Rồi, tẩy não thành công, dễ vậy sao? Rồi, giờ về lâu đài của ổng để phục vụ hay là làm gì đó. Nhưng ông ui, cái gậy của ông mạnh dữ vậy. Đi nào hai chàng trai trẻ, qua đây chúng ta có nhiều điều thú vị hơn. Và thế là xong. Thế là hai anh chàng này vẫn chưa biết được danh tính của ông vua màu cam nên đã nghe lời, ngây thơ nghe lời. Và chúng ta phải đợi đến tập sau để biết được diễn biến tiếp theo của ông vua màu cam. Tại vì chúng ta đã biết được âm mưu của ổng rồi, còn hai anh em nó thì chưa biết. Chúng ta hãy đợi tập sau. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp các bạn trong video kỳ sau. Bye bye. Peace.